Dạ, Trần Việt xin mến chào quý vị nha. Trên màn ảnh đó, quý vị thấy đây là những cái hình ảnh của những tù nhân yêu nước. Trần Việt muốn nói đây là những tù nhân yêu nước. Họ yêu nước là vì họ chống Cộng sản. Họ chống độc tài, độc đảng và độc ác của Cộng sản. Thì họ là người yêu nước thôi, đơn giản là vậy thôi. Đúng không? Thì ở trên đây quý vị thấy người đầu tiên đó là chị Nguyễn Thị Tâm. Nguyễn Thị Tâm, rồi anh Nguyễn Doãn Kiên, rồi anh Trần Quốc Khánh, rồi Trương Duy Nhất, rồi Trần Quỳnh Duy Thức, chị Cấn Thị Thiêu, anh Trần Anh Kim, Phạm Thành, Vượng Nguyễn, Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư, Huệ Như, Lê Thanh Tùng, Phạm Đoan Trang. Đây là tất cả những hình ảnh của người yêu nước và đây là 36 người ở trong đây. Thì Trần Việt thấy là trong đây nó đã có bốn người rồi, bốn người ở ở ở Dương Nội nha. Đó là chị Nguyễn Thị Tâm nè, chị Cấn Thị Thiêu nè, rồi anh Trịnh Bá Phương nè, anh Trịnh Bá Tư nè. Thành ra mình thấy cái Dương Nội nó cũng là một cái điều mà rất là đặc biệt. Thì mình cho quý anh chị em coi cái bản đồ của Dương Nội. Đây là cái bàn tay của cái con chuột nè, Dương Nội nè, cách Hà Nội cỡ khoảng 14 cây số thôi, nó về hướng Tây Nam nha, về hướng Tây Nam Hà Nội. Cái phường Dương Nội thì nó thuộc cái quận Hà Đông, mà cái dân số của nó, để coi nè, dân số của nó là cỡ khoảng 25.950 người. Thì bây giờ là có thể là trên 26.000 rồi đó. Tại vì cái này là cái thống kê năm 2022. Thì Dương Nội nó gồm có tổng thể là 5,85 km vuông. Rồi mà nó lại là sản xuất ra rất là nhiều anh hùng. Thành ra cái đó mình muốn nói, và người dân Dương Nội họ rất là đoàn kết với nhau. Thì quý vị thấy đây là cái chị Cấn Thị Thiêu á, chị đấu tranh và chị được người dân Dương Nội rất là thương mến nha. Mời quý vị nghe cái clip này. Tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế Human Rights Watch hôm 18 tháng 9 đã lên tiếng kêu gọi chính quyền Việt Nam hủy bỏ mọi cáo buộc đối với một nhà hoạt động vì quyền lợi đất đai, vì đã thực hiện các quyền của mình một cách ôn hòa. Bà Cấn Thị Thêu, 54 tuổi, được nhiều người dân Việt Nam cả trong và ngoài nước biết đến là một người luôn tiên phong trong các cuộc đấu tranh giữ đất đai và đòi quyền lợi cho người dân mất đất. Ông Phil Robertson của tổ chức nhân quyền có trụ sở ở New York nói với VOA Việt ngữ rằng Việt Nam cần trả tự do vô điều kiện cho bà Cấn Thị Thêu, người đã bị cáo buộc vì hành vi gây rối trật tự công cộng theo điều 245 Bộ luật hình sự, do bà đã cùng một số người khác tiến hành biểu tình ôn hòa phản đối trưng thu đất đai. Theo thông báo từ phía chính quyền và gia đình, bà Thêu sẽ được đưa ra một tòa án nhân dân quận Đống Đa ở Hà Nội để xét xử vào ngày 20 tháng 9. VOA Việt ngữ không thể liên lạc với con trai bà Thêu, anh Trịnh Bá Phương, nhưng từ trang Facebook của anh Phương và một người con trai khác là Trịnh Bá Tư đã có nhiều lời kêu gọi từ các nhà hoạt động nhân quyền và người dân trước phiên xét xử này. Ông Robertson cho biết rằng kết quả của phiên tòa đã được quyết định trước đó giữa tòa án và Đảng Cộng sản và không có nhiều hy vọng bà Thêu sẽ được thả. Nhưng Human Rights Watch đưa ra lời kêu gọi để nhằm thu hút sự chú ý của dư luận và vấn đề nhân quyền ở Việt Nam. Theo Giám đốc Ban Á Châu của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, ông Brett Adams, mâu thuẫn giữa nông dân và chính quyền trong việc trưng thu đất đai. Theo một chính quyền mà cứ đi cướp đất của người dân không à. Đây là những mấy bằng chứng gọi là công an gọi là đi cướp đất của người dân. Người dân không phản đối sao được. Đã trở thành một vấn nạn nghiêm trọng ở Việt Nam trong những năm gần đây. Ông kêu gọi chính quyền nên cải cách luật đất đai và cơ chế đền bù thay vì trừng phạt những người dân bị mất đất. Cuộc đấu tranh chống bị thu hồi đất của người dân phường. Quý vị nên nhớ đó là cái luật đất đai của chế độ Diệt Cộng đó là không có ai được quyền làm chủ cái mảnh đất của mình hết á. Người dân đó chỉ có được quyền sử dụng thôi, sử dụng cái mảnh đất của mình thôi, chứ không phải làm chủ nha. Nhớ là vậy đó.
Nó có luật đất đai là như vậy đó. Dương nội đã diễn ra trong gần một thập kỷ qua. Trong cuộc đấu tranh của hơn 350 hộ dân ở phường này đã có 7 người bị bắt và kết án từ 6 đến 22 tháng tù giam. Họ đều bị truy tố bởi tội danh chống người thi hành công vụ hoặc gây rối trật tự công cộng. Báo An ninh Thủ đô, cơ quan ngôn luận của Công an Hà Nội viết rằng việc vi phạm pháp luật của bà Cấn Thị Thêu mang tính hệ thống, thể hiện sự coi thường pháp luật. Bà Thêu bị kết án 15 tháng tù và thi hành xong bản án vào tháng 6 năm 2010. Chị Cấn Thị Thêu này đã chỉ đã bị tù nhiều lần rồi, mà nó cả mấy năm trời chứ không phải là mấy tháng đâu, nhiều năm trời lắm. Và ngày nay đó, khi mà chị được thả ra đó, thì người dân Dương Nội đó chào đón chị như thế nào nha. 15. Sau khi ra tù, bà Thêu tiếp tục vận động cho các quyền đất đai và môi trường, tham gia các cuộc biểu tình đòi trả tự do cho các luật sư nhân quyền và yêu cầu chính phủ hủy bỏ điều 88 của Bộ luật hình sự có nội dung hình sự hóa các hành vi phê phán chính quyền một cách ôn hòa. Chị Thêu xứng đáng là một anh hùng đó. Rồi đây đó thì con của chị Thêu, đây là con của chị Thêu là anh Trịnh Bá Tư và anh Trịnh Bá Phương đã đấu tranh như thế nào, mời quý anh chị em nghe theo dõi. Chào các bạn, tôi tên là Trịnh Bá Tư, tôi sinh năm 1989, tôi trú tại tổ dân phố Trung Bình, phường Trung Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Vào năm 2008, những quan chức cộng sản Hà Nội đã tiến hành thu hồi đất của chúng tôi và họ đền bù cho chúng tôi với giá là 201.600 đồng trên một mét vuông đất. Và ngay sau đó, những quan chức này và những doanh nghiệp sân sau của cộng sản phân lô và bán ra với giá khởi điểm là 31.500.000 đồng trên một mét vuông đất. Nó bán đó là cả bao nhiêu triệu mà khi mà nó mua lại thì chỉ có mấy ngàn à? Vậy làm sao? Trước những bất công đó, gia đình nhà tôi và bà con dân nội đã tập hợp lại đấu tranh đòi quyền lợi chính đáng với đất đai, yêu cầu những quan chức cộng sản Hà Nội phải tôn trọng quyền lợi hợp pháp của người dân, đảm bảo người dân và doanh nghiệp, chính quyền được đối xử công bằng trước pháp luật. Tuy nhiên, đáp lại những việc làm ôn hòa, bất bạo động và tuân thủ pháp luật của chúng tôi trước những món lợi khổng lồ từ việc thu hồi đất, những quan chức cộng sản Hà Nội, những doanh nghiệp tiến hành thu hồi đất của chúng tôi đã ra lệnh cho công an, an ninh, tòa án, viện kiểm sát để tiến hành khủng bố, đánh đập và thậm chí là bỏ tù những người đấu tranh giữ đất ở Dương Nội. Có 7 người dân nông dân Dương Nội đã bị đi tù vì những việc làm ôn hòa đấu tranh đòi lại đất đai. Trong đó có bố tôi và mẹ tôi. Nhiều người dân Dương Nội đã bị đánh đập khủng bố. Bố tôi, mẹ tôi và anh tôi nữa. Anh tôi là Trịnh Bá Phương. Tất cả là 4 người. Một gia đình mà 4 người bị bắt làm khó dễ. Rồi bắt ra, bắt ông Trịnh Bá Phương, rồi ông Trịnh Bá Khiêm, rồi sau này cũng thả rồi. Bố để ép buộc phải dừng lại cuộc đấu tranh đòi lại đất đai. Tôi khẳng định những việc tôi làm là hoàn toàn ôn hòa, bất bạo động và tuân thủ pháp luật. Những điều tôi mong muốn là tất cả người dân đều được đối xử công bằng trước pháp luật, xây dựng một nhà nước Việt Nam dân chủ. Người ta đó là có cái quyền biểu tình theo cái điều 25 của Hiến pháp, mà cái quyền tự do ngôn luận cũng là điều 25 của Hiến pháp. Cái đó là cái quyền căn bản của người dân. Mà tại sao người dân không được biểu tình mà phải bị bắt, bị đánh, rồi bị bỏ tù, phải không? Mà người dân lên tiếng là cũng bị bắt luôn nữa. Nhưng mà những người này rất rất là anh hùng, bắt cỡ nào họ cũng chấp nhận hết á. Và họ đang ở tù mà. Pháp quyền mà nơi đó mọi người dân đều được đối xử công bằng trước pháp luật. Một xã hội mà quyền con người được tôn trọng. Tuy nhiên, trước những món lợi khổng lồ từ việc thu hồi đất, những quan chức cộng sản Hà Nội có thể sẽ tiếp tục bắt giữ tôi. Khi bắt giữ tôi, có thể họ sẽ sử dụng những hình thức bức cung, nhục hình, tra tấn để ép tôi phải nhận những tội tôi không gây nên, ép tôi phải nhận những việc mà tôi không làm. Khi bị tra tấn, bức cung... Mình ghét nhất là cái màn mà mang rợ đó, là màn tra tấn đó.
Màn tra tấn đó là chính cái anh gọi là Trịnh Bá Phương, là anh của anh Trịnh Bá Tư này. Anh Trịnh Bá Tư cũng là bị tra tấn, nhưng mà có thể là anh không nói, nhưng mà anh Trịnh Bá Phương đã lên tiếng. Trịnh Bá Phương, hai anh em này không có sợ gì hết á, nhưng mà mình biết qua cái vụ mà tra tấn man rợ của chế độ cộng sản đối với anh Trịnh Bá Phương, là họ dùng cây mà đập lên cái dương vật của anh Trịnh Bá Phương như vậy. Mà anh Trịnh Bá Phương đã có gia đình rồi, có con rồi đó. Đau khổ lắm. Cùng nhục hình, tôi sẽ không thực hiện theo những lời mà viên an ninh, những cảnh sát điều tra muốn. Nếu họ tra tấn tôi đến chết, tôi mong muốn gia đình, bà con dân nội và những người bạn bè yêu công lý, yêu sự thật, hãy đem thân xác tôi đi đến khắp các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam ở Hà Nội để tố cáo những vi phạm nhân quyền của Đảng Cộng sản, để vạch rõ bộ mặt độc tài và tham nhũng của Đảng Cộng sản Việt Nam cho người dân trong nước được biết. Cuối cùng, tôi xin cảm ơn những cá nhân, những tổ chức xã hội dân sự đã luôn đồng hành giúp đỡ chúng tôi trên con đường đấu tranh đòi công lý. Xin cảm ơn các bạn. Xin chào quý vị, tôi là Trịnh Bá Phương, sinh năm 1985, trú tại tổ dân phố Trung Bình, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Hôm nay tôi làm những clip này, tôi muốn chia sẻ mấy dòng sau đây. Trong cái thời gian gần đây, là từ khi mà tôi đưa tin về cái vụ việc ở tại Đồng Tâm, thì phía Bộ Công an và các cái cơ quan truyền thông của nhà nước gồm Đài Truyền hình VTV1, Báo Công an Nhân dân, Báo An ninh TV, họ liên tục có những cái lời lẽ đe dọa tôi và vu khống quy chụp cho tôi. Thì đến ngày hôm nay, thì có tức là ngày 5 tháng 3 năm 2020, thì ông Phó Chủ tịch Bùi Huy Quang cùng khoảng chục người công an và các cơ quan khác đã có mặt ở tại nhà tôi. Họ đến, họ yêu cầu tôi là phải giới thiệu tên để cho họ quay video. Thì cũng có thể rằng là họ sử dụng cái clip ngày hôm nay để sau này họ đưa lên. Chuyện này là chuyện cũ, năm xảy ra 2020 rồi. Nhưng mà Trần Việt vẫn muốn là nhắc nhở, tại vì những người này vẫn còn đang ở trong tù. Họ quy chụp vu khống cho tôi. Thì như quý vị biết rằng là ngày 2 tháng 3 năm 2020, thì bà Nguyễn Thị Thu là Phó Chủ tịch Phường Dương Nội đã ký một cái giấy là mời tôi lên phường để làm việc về cái liên quan đến cái tài khoản Facebook cá nhân của tôi. Tôi hôm đó tôi đã từ chối không lên, thì ngày hôm nay họ lại đến. Và họ ngày hôm nay ông Bùi Huy Quang nói rằng là tôi ngày mai tôi phải lên trên phường để nộp một số cái giấy tờ. Tuy nhiên rằng là tôi cho rằng là đấy là một cái bẫy để muốn đưa tôi lên trên phường để họ có thể họ đấu tố tôi, hoặc cũng có thể rằng là họ sẽ bắt tôi. Tôi kể cả nếu giả sử như tôi có đi người không, tôi chỉ mang hồ sơ liên quan đến cái hồ sơ đất của nhà tôi, nhưng mà lên trên đó mà tôi không trở về, thì có thể rằng là hôm sau trên truyền hình lại xuất hiện cái clip và tôi mang theo những cái đồ vi phạm như là súng đạn hay là lựu đạn để họ tạo một cái hiện. Dạ, thì Trần Việt xin tạm dừng cái này rồi. Đây là cái gia đình của anh Trịnh Bá Khiêm nè. Trịnh Bá Khiêm qua cái con chuột mà anh đeo mắt kiến đây, rồi chị Cấn Thị Thêu, rồi đến đây người giữa đây là anh Trịnh Bá Phương và anh Trịnh Bá Tư nha. Bốn người, mà bây giờ ba người vẫn còn bị ở trong tù. Có ông Khiêm là ông ở ngoài là ông lo. Đại khái là vậy. Đây là những người ở thành, ở ở phường Dương Nội nha, quận Hà Đông. Thì những người này rất là anh hùng. Mà trong đây đó thì có một người đó là chị là Nguyễn Thị Tâm nha. Chị Nguyễn Thị Tâm và anh Trịnh Bá Phương. Đây anh Trịnh Bá Phương, Nguyễn Thị Tâm. Nguyễn Thị Tâm thì nói thật thì người Trần Việt đây là người mà Trần Việt rất là quý mến, tại vì chị Tâm này rất can đảm và không có sợ bạo quyền. Chị hoàn toàn không sợ, thành ra họ bằng mọi cách là họ bắt giam chị. Chúng ta nghe những cái lời mà
của chị Tâm đó nói chuyện với công an nghe. Mời quý anh chị em nghe. Vừa thay ca sáng nay thằng Lam ở đây hả? Tắt cái đéo gì, tao phải live stream lên để cho ông Tô Lâm ông thấy rằng là những cái trò này lại là cái trò ruồi bu cặc ngựa nhá. Chúng mày canh ở đây từ hôm qua giờ mà tao đi chúng mày không biết, tao về chúng mày không biết. Bây giờ tao mang xe ra đây tao rửa thì mày lại hỏi rằng là hôm nay chị có đi đâu không? Hả? Nhục nhã chưa? Từ hôm qua giờ tốn mất bao nhiêu tiền thuế của dân rồi? Nó ngồi trước cửa tốn nhà người ta như vậy đó. Nhất là 5 thằng ngồi ở ngoài chỗ ngoài điếm kia nhá. Tính chị Nguyệt gửi em ngoài xe nhá. Tao đi mà tao để chúng mày biết được lỗi tao đi à? Hả? Tao đã nói nhiều lần rồi là có bao giờ chúng mày canh được lỗi tao không? Hả? Đã bao giờ chúng mày canh được tao chưa? Mày đi làm những cái việc này mà thấy xấu hổ hả Quang? Biết tên nữa nghe, biết tên nữa, cán bộ công an Trần Quang nữa. Hả? Mày có thấy xấu hổ không khi mà đi canh một cái người ta không hề vi phạm pháp luật? Hả? Hai thằng không canh có lệnh quản chế nhá. Hai thằng canh mà chúng đi mày ngồi chơi ngắn ngáp dài, ngồi để chịu muối đốt, chúng mày có thấy nhục không? Quá nhục luôn á, không thể tưởng chúng tượng thanh niên kiếm chúng việc làm gì, không kiếm mà đi chúng làm những cái chuyện mà việc này nó không phải gọi là nhiệm mà vụ canh dân làm. Ông thích ông đuổi mẹ tôi đi xem nào. Dân người ta tội gì mà canh? Ông tao về không đéo liên quan đến mày. Người ta mày tội thì cứ bắt đi. Nhá, tao đang ra đây tao rửa xe nhà bác ý nhá. Nếu mà ta có tội thì cứ bắt. Tại sao với nó canh canh như vậy? Tao quay được thì mày làm những cái việc rùi bu cặc ngựa là tao phải quay. Ngồi đây uống nước làm sao mà rùi bu cặc ngựa? À thế à, từ hôm qua giờ sao lại lắm những thằng ăn xấu hổ quá. Chị hỏi người ta. À ngay trời ơi. Uống. Tao biết thương. Làm gì có những con người mà đê tiện như thế này. Tao vào đồng tâm để tao đi, tao vào về, tao về lâu rồi nha. Nhục nhã không? Những người công an nhục nhã không? Đéo cấm mà sao mày gì? Công tất an người đi bắn dê. Khổ cái là đéo cấm được, hiểu chưa? Nên mới phải dình. Ăn nhà cắp dê của người dân thì chúng mày đã cấm rồi. Oái oăm cái rằng là hiến pháp nó cho tao được đi, hiểu chưa? Ta đéo phải chịu lệnh quản chế của thằng nào con nào nhá. Từ hôm qua người ta để im, chúng mày tưởng là tao không biết gì đấy à? Tao để im để tao đi cho nó yên trí, để tao cho xong cái việc với người chết nữa nhá. Mày tưởng là tao không biết là cái việc chúng mày trầu như là chó trầu cất từ đêm hôm qua giờ, từ sáng qua giờ. Đây là giọng nói của Nguyễn Thị Tâm đó nghe quý quý anh chị em. Tao thừa đàng hoàng nha. Tao thừa đàng hoàng nha. Mày đéo phải là công an phường ấy thì tao đéo quay. Tao quay cái loại rùi bu cặc ngựa. Chị vừa phải thôi. Là mày thích gì? Chả thích cái gì cả, nên chị quay thôi. Mày đừng có lấy thịt đè người, tao đéo phải xin phép mày. Mày đéo phải là công an thì tao đéo quay. Mày công quan là mình tao quay mày đúng rồi, còn cái gì nữa? Người dân người ta giám sát mà hơn. Mày to như thế này thì mày đem xác ra mày dọa được đéo à? Mày lấy thịt mày dọa được đéo à? Mày đéo phải là cái thằng công an phường Dương Nội tao đéo quay mày. Hả? Ảnh hưởng gì đến nhà bà? Hả? Thế mày việc gì mà phải ngồi mày canh coi tao? Tôi ngồi quán nước mà. À thế à? Thế mày phải hỏi tao là từ quan rồi có đi đây không? Mày hỏi tao gì? Hả? Thì gặp chị đây thì. À thế à? Tao để ra cái trò của chúng mày. Để làm sao? Nhá. Để làm sao? Tao bêu. Tao đưa lên này. Mày bỏ cái tay ra. Bỏ chị chơi xin phép tôi nhá. Tao đéo phải xin phép mày. Mày đang là công an nhưng tao đéo xin phép mày. Mày mà là công dân tao mới phải xin phép mày, hiểu chưa? Vừa phải là môi đúng nhá. Mày mà là công an xin phép mày nhá. Mày là công chức tao đéo phải xin phép mày, hiểu chưa? Nước dài cứ. À thế à, mày mà đừng hỏi tao là từ quan rồi có đi đâu không đi nhá. Đi đi qua không tôi. À. Không. Thế tôi gặp mày quyền đéo rồi mày phải hỏi tao như thế. Chị trả lời tao đi đâu đấy là quyền của tao. Chị đi đâu là quyền. Nhá. Tôi hỏi thế thì mày quyền gì mày hỏi tao như thế? Ha. Mày quyền đéo rồi mày hỏi tao như thế. Hả? Đúng là công an đại diện cho chế độ mà mỗi rợ mang rợ. Mày bỏ cái tay ra, đừng một thằng thức cái thằng sếp cũ của mày để mày cái cho cắn trộm đi nhá. Tôi chả biết học ai cả. Ờ. Tôi chỉ hỏi chị việc ai còn thế đúng không? Đối với người phụ nữ như vậy vậy mà mày thì không được quyền quay tao, tao lại được quyền quay mày. Không được quyền quay vào trong khi chị quay. Chừng nào mày nhục nhã như vậy. Thuế của tao, tao mày không được quay mày. Tôn trọng chị từ đấy. Nha. Chị
nha, chị đừng có mày tao nha. Nha. Đừng có bảo bâu bâu. Tôn trọng thì đừng đi ra khỏi đi. Tao bảo chúng mày đang làm cái việc ruồi bu cặc ngựa. Tôi làm những nha. Chuyện mà nhục nhã như vậy mà tôn trọng. Mày mà đừng hỏi tao mày câu ý nha. Thì mày đéo lộ ra là thằng công an phường đang ngồi canh tao, hiểu chưa? Đơn giản bình thường, gặp ai tôi hỏi. Nha, gặp ai hỏi á? À? À thế à? Ôi dồi ôi, mày quan tâm quá. Mày đéo có việc gì làm, mày để đi. Mày vào xóm này mày gặp ai mày hỏi à? Hả? Gặp ai gì nha. Còn cái trò này đéo lạ gì nữa. Cả cái thế giới này người ta thấy có một Việt Nam nhà mày thôi, đéo có hai, hiểu chưa? Nha. Ờ, cả thế giới. Thằng này đó bây giờ chắc nó lên chức là lớn lắm rồi. Thấy không, cái này cũng lâu lắm rồi à. Thấy không, nó, bây giờ nó lên chức lớn lắm rồi, Tô Lâm rồi, là chắc là... Người ta mới thấy là đéo có hai nước Việt Nam đâu, hiểu chưa? Tao chả là người Việt Nam, tao là yêu nước Việt Nam, tao đéo phải là người Trung Quốc, tao đều yêu Trung Quốc như chúng mày. Nha. Nó chỉ biết ăn và phá hoại thôi, giống như thằng Tô Lâm thôi. Thằng Tô Lâm mà dám ăn bò giác vàng rồi là một bữa ăn lên tới 51.000 đô la. 51.000 đô la một bữa ăn như vậy. Mà 51.000 là tính bao nhiêu tỷ bạc? 1 tỷ mấy đó. 1 tỷ mấy tiền tiền hồ. Kinh hoàng thì. Mà nó không biết xấu hổ là cái gì hết. Mà nó vẫn dựng dưng là nó là Bộ trưởng Bộ Công an mang quân hàm là đại tướng. Đại tướng á. Đại tướng công an đó cũng không, người ta khui ra cái vụ mà bò giác vàng nó vẫn không từ chức, mà chả có thằng nào làm gì được quyền nó, chả có thằng nào mà cách chức nó được hết đó. Từ Nguyễn Phú Trọng nó chống tham nhũng cái gì, thằng Nguyễn Phú Trọng mà chống tham nhũng cái gì, thấy không? Nó là thằng dịch tham nhũng gặp tốt nhất đó. thì nó mới lên đến cái chức mà tổng bí thư. Cái hệ thống của nó, hệ thống cộng sản là nó tham nhũng từ trên xuống dưới. Thằng nào càng lớn thì càng tham nhũng. Mang cái xe ra để rửa lại hỏi chị đi đâu không, có đi đâu không, quyền tao rồi hỏi cặp gì à? Hả? Thì đấy, quyền của chị thì trả lời không có quyền chị. Ờ, mày đéo có quyền giám sát tao. Em muốn làm gì mà em mà giám sát chị nào, hay là em làm... Tại sao mày bảo tao mày đéo quen biết gì? Nhá. Mày là công an phường, tao là dân nhưng tao mày đéo quen biết gì, tại sao mày hỏi tao như thế? Mày lấy quyền gì mày hỏi tao? Hỏi như thế, hỏi như thế làm sao? À? Mà chị là mày bỏ cái trò đi nhá. Tao quay lên đây này để cho cái thằng ông nội mày nó biết đi là cái trò ruồi bu cặc ngựa ấy nhá. Chị bảo anh, ông nội gì tôi? Tao bảo ông nội, ông nội là cái thằng Tô Lâm nhà mày, hiểu chưa? Tao nói cho nói nhá. Bỏ cái tay xuống. Tôi không bỏ đấy. Mày bỏ cái tay xuống, mày chỉ ai đây? Tôi chỉ chị đấy. À thế à, mẹ cái thằng mất dạy kia. Tôi chỉ mày có giỏi mày chạm vào người tao? Mày có giỏi mày chạm vào người tao? Hả? Mày có giỏi mày chạm vào người tao? Mày học cái thằng bố thức nhà mày chạm vào người tao đi. Chú bảo tôi nữa đi sao? À, tao bảo cái thằng ông nội mày đây. Mẹ con này nữa. Bảo ông nội ai? Hả? Mày bật điện thoại lên nhá. Tao cứ bảo cái thằng ông nội, cái thằng nào mà đến đây làm cái việc vô pháp này này. Nào. Hả? Nào. Mày có quyền gì mày kiểm soát tao? Hả? Tôi đang hỏi chị là tôi kiểm soát gì chị đó. Mà mày không kiểm soát cho mày hỏi tao câu ý. Chửi nhỉ? Hả? Chị đâm. Nào, mày cái chân mày ngoằng chưa? Mày đâm. Cái chân mày ngoằng vào giống răng sắc đi. Em hỏi chị là từ em làm gì mà chị cứ chửi em như thế? Tao chửi mày bao giờ? Tao chửi mình. Cái thằng vô pháp thì tao còn đéo cả chửi cái thằng quan công an phường nhá. Chị cứ nói như gì em rất thoải mái với chị, em rất tình cảm thế rồi. Em có làm gì đâu. Tao bảo rằng là tao còn thương hại mày vì mày phải đi làm cái việc này cơ, hiểu chưa? Tốt nhất thì nhá. Tôi tắt đi, em không liên quan gì cả nhá. Chị đừng có như thế. Không liên quan mà cứ canh người ta làm sao? Nếu sếp của mày bảo đi, mày phải biết phân biệt đúng sai. Mày bảo là cái việc này làm nó ló chối quá. Nhà tao đi rửa xe, mày hỏi cái nhá. Thế rồi. Thì tôi không nói. Là đi rửa xe. Tôi hỏi. Mai lôi bố ra. Mai ở bố về. Nhà mai lôi bố ra. Có một cuộc phụ nữ mà phải canh mấy thằng. Cái trò này chỉ để cho chặt cả thế giới người ta cười, người ta phỉ nhổ vào cái bộ mặt của chúng mày thôi. Nó phỉ nhổ vào bộ mặt công an. Tao đi đâu là quyền của tao nhá. Công an mà cứ ăn cắp ăn trộm của dân, hà hiếp đánh đập dân. Bao nhiêu công vào đây ngồi để trông để chờ.
Cái tiền ý nếu chúng mày bỏ tiền ra thì mày vào đây mày canh tao 1 ngày, 2, 20 ngày hay 1 tháng tao nói. Nhưng vấn đề là cái tiền ý là mày lấy từ tiền thuế của dân trong đó có tao. Vấn đề như thế tao phải có chợ. Còn nếu mày bỏ tiền lương của chính mày, bố mẹ mày cho mày, ví dụ thế, mày canh hay mày làm gì tao không bao giờ tao thèm góp ý vào, hiểu chưa? Nhưng mà bây giờ vấn đề rằng là bây giờ tiền ý là bằng tiền lương của thuế của dân. Nó lấy tiền lương đó là nó ăn tiền thuế của dân, mà nó đi nó hại dân, hại nước như vậy. Không chửi là làm sao không chửi, là phải chửi thôi. Nha, khiếu nại với các cấp trên. Nha, còn em nói chị là việc ai người làm. Em ngồi uống nước đây. Đâu là công việc? Đâu là công việc? Hả? Còn cái thằng kia mẹ chị kê miệng vô nữa. Mẹ, một thằng là cũng đã đủ lắm rồi, hai thằng đi rỗi rảnh khơi để mà lo chuyện rình mò dân. Tại sao không đi làm việc thì có nó hữu ích cho xã hội, đi rình mò người dân, một người phụ nữ gọi là chân yếu tay mềm như vậy. Người ta có làm cái gì đâu tội ác đâu mà rình mò người ta. Mày phải biết phân biệt thế nào là công việc nha. Đâu là công việc, thế nào là nhiệm vụ, thế nào là công việc, hiểu chưa? Em nói rất tốt, chị lớn tuổi, em vẫn chị em nhé, chị Tâm nhé. Mày bỏ ba cái trò đi. Mày là mày anh đi ra ngoài, tôi đi qua đi này. Mai bảo bố mới ra. Mai bảo bố mới ra. Mai cứ bảo bố mới ra. Mai bảo bố mới ra. Nhà tôi đi này. Mai cứ bảo bố mới ra, kệ kệ mẹ đây, không phải bảo bố mày vào đây. Nhá. Tôi đau mồm đấy anh làm sao? Tôi ngồi đây uống nước thì ra anh ngồi đây uống nước. Tôi không thể đẹp. Nhá. Anh ngoại anh hỏi tôi. Tao là thằng nào mà biết anh làm gì? Hả? Biết gì nhất? Tôi ngồi đây uống nước. Làm sao? Đi ra rửa cái xe này họ. Cứ một cái gì ở đâu? Tôi ngồi đây uống nước đúng không? Bác thầy ngồi đây từ chừng nãy giờ tôi vừa ra tôi uống nước. Tao quen mày bao giờ? Quen bao giờ? Hỏi. Tôi không trả lời anh gì cả. Tôi nào chuyện với chị Tâm. Công an hay là chị Tâm? Công an công việc của tôi. Bây giờ nếu người dân người ta hỏi không biết trả lời. Em mang cái xe lên. À, chị đi đâu không? Chị đi đâu mày quyền gì mày hỏi ta? Em không hỏi chị gì cả. Em hỏi chị hôm nay chị đi đâu không? Nhưng từ giờ mày không được quyền hỏi tao không? Em hỏi đây là quyền nha. Quyền trả lời không là của chị. Không, mày không được quyền hỏi cơ. Có đương nhiên là trả lời hay không là quyền tao. Nhưng mày không được quyền hỏi tao nha. Em hỏi rất bình thường. Em không cầm không, nhưng mày không được quyền hỏi tao câu gì. Bởi vì mày không có cái lệnh nào để mày được giám sát tao, mày kiểm soát em tao cả, chị, hiểu chưa? Chị đang quay em nhé, theo quy định thì chị phải hỏi được kiến em đồng ý. À, đấy là luật dân sự nha. Còn theo luật công chức với cả luật công an nha. Thì mày đang là công an phường Dương Nội, mày có dám mày nhận mày không phải là công an phường Dương Nội? Em cứ thể hiện lại cái gì? Chị Khuê, đây phải thằng quan công an phường Dương Nội không? Nào quên. Đây phải thằng quan công an phường Dương Nội không? Hả? Thế tại sao mày lại lôi luật dân sự ra đây? Em ngồi đây, mày đang chịu chế tài bởi luật công chức và luật công an nhân dân nhá. Tao phải nói luật, tao nói gì? Nói với tất cả mọi người rồi, cái việc này em rất là thoải mái, rất tôn trọng các chị lớn tuổi. Từ nãy giờ không bao giờ em nói chuyện gì một câu lếu láo với chị nhá. Và em cũng mong chị là chị đừng có những chuyện em cả. Tao không bảo mày lếu láo, mà tao bảo mày đang vô pháp. Chị đừng có nói. Em ngồi đây uống nước. Mày đang vi hiến. Hiểu chưa? Mày đừng tưởng là cái việc chúng mày làm từ hôm qua rồi tao không biết. Mười mấy thằng chúng mày từ hôm qua rồi thay nhau. Hiểu chưa? Em không cấm cản gì cả. Cái việc đấy nhá. Công an là phải chịu sự giám sát của người dân. Người dân có quyền quay. Cho nên buộc chúng mày phải làm cái trò rùi bu rái ngựa này. Hiểu chưa? Nếu mà thừa người rùi bu cả. Em nhá. Em không làm gì cả đấy chị. Em chưa là gặp gỡ hay là khó khăn gì với chị Tâm nhá. Em ngồi được nước. Mấy trăm thằng thanh niên nó đang ra chị quay em chị mắng em như đấy. Ơi mày câu hỏi ý, nhưng tao phải mắng để cho mày biết là từ giờ đi mày không được phép hỏi câu gì về tao. Chị bảo chị mắng em nhá, thế chị đang xúc phạm em. Tao mắng mày đúng mà gọi là xúc phạm à? Sao lại không đúng, chị chẳng có quyền gì chứ mày. Tại sao lại không có quyền mắng? Tao là công dân, mày đang là công chức nhá. Mày đang là công chức. Nha, mày đang là công chức. Mày ăn lương bằng tiền thuế của tao mà mày không làm đúng chức năng nhiệm vụ mày phải bị tao mắng. Đúng rồi. Người dân làm chủ. Người dân làm chủ.
Mày chỉ là đầy tớ của người dân thôi. Mày ăn tiền của dân, nhờ tiền thuế của dân mày mới có việc làm. Thì mày phải tôn trọng người dân chứ. Người dân là chủ mà. Giờ đéo gì nhưng mà mày đang là thằng công an phường. Mày đéo bao giờ phải là thằng công dân. Nhá. Nhá. Tại sao nhá, nhá phải ở cấp lý chính nhá mà bảo rằng là nghỉ trưa nhá. Nửa đêm lôi công an đi đến nhà người ta bắn chết cả người ta. Mày chính mà mày thì lại chưa cắt sổ lương. Mẹ phường mà mày phải cho mấy trăm thằng công an về. Vì mẹ mà chúng nó đang đua xe ở ngoài kia kìa. Hàng trăm thằng đua xe ở đây. Anh chửi ai đấy, anh chửi thẳng ra. Chứ đừng có chửi động, chửi động hết. Còn rất nhiều người, có người lớn, có người già này. Người đừng có chửi động. Bà Nguyệt và bà chị tao. Tao chửi. Chứ đừng có chửi động, chửi. Những thằng nó vô bổ kìa. Mới đi ra ngoài đường. Mấy trăm thằng đang đua xe ngoài đường. Thôi anh Trung đi ra ngoài này, anh Trung à. Đó, công an mà đi đua xe ngoài đường. Anh Trung đi ra đây. Từ sáng là bác Nguyệt. Đi nữa, chị Nguyệt rửa xe kìa. Có vụ mà công an mà bị tố cáo, người dân tố cáo là cả trăm đứa đi đua xe. Từ hôm qua đến giờ chúng mày đốt bao nhiêu tiền thuế của dân ta vào cái việc chúng mày đi canh cửa những cái người như thế này rồi. Xấu hổ chưa? Ha? Xấu hổ chưa? Làm cái việc này xấu hổ chưa? Bao nhiêu trăm triệu thì bố mẹ mày chạy cho mà làm những cái nghề này này. Chúng mày cấm cản được người dân, người ta nghĩ về đồng tâm, nghĩ về cụ tình như gì. Tao đố chúng mày chặn được nổi lòng dân đã, hiểu chưa? Nha. Tao có đầy việc để tao đi làm ra sản phẩm. Tao không tiêu tiền của ai cả. Mày là cái thằng ăn tiền thuế của dân, mẹ phải có nghĩa thôi mà trách nhiệm. Đi làm đi ngồi đây sao mày hỏi người ta rửa xe thì hỏi kết à? Ăn tiền thuế của dân thì phải phục vụ dân chứ, mà ăn tiền thuế của dân mà đi canh chừng dân, đi rình mò dân làm sao vậy? Nhục nhã vậy. Thôi đi về. Người làm tao quen, tao hỏi mày. Tao không quen mày. Quen tao không quen mày nhá. Chị nổi tiếng thấp rồi. Tại nó gây nên cái gì? Chúng mày ở đây. Chúng mày thử nghĩ đi, chúng mày không biết gì phân biệt đúng sai nên chúng mày mới bị làm như cái con robot như này nhá. Nhá. Một chuyện nào là do chúng mày, không phải do tao. Nhá. Tiền của chúng nó đang uống nước là tiền của tao đấy, không phải của ai cả. Tao có quyền. Nhá. Góp ý là buổi trưa rồi. Buổi trưa thì tại sao chúng mày vẫn ngồi đây? Tại sao buổi trưa chúng mày lại hỏi vào tao? Hả? Buổi trưa biến đấy. Cho tao lại ngồi uống nước. Thừa thời gian không làm gì thì uống nước bằng tiền của tao, cho nên tao có quyền. Rồi quý vị nghe ông Trịnh Bá Khiêm nè, để cho đài Á Châu Tự Do nói về. Khoa xin kính chào quý khán thính giả. Tin nóng ngày 12 tháng 5 năm 2022 của Ban Việt Ngữ đài Á Châu Tự Do có những nội dung chính sau đây, mời quý vị cùng theo dõi. Ông Trịnh Bá Khiêm tiếp tục bị công an dọa bắt vì đấu tranh cho vợ và hai con đang ở tù. Đảng Việt Tân ra thông cáo về thượng đỉnh Mỹ ASEAN. Nửa triệu đô mà Việt Nam hứa giúp Ukraine trao qua Liên Hiệp Quốc. Đại sứ Việt Nam tại Trung. Thấy không? Gia đình người ta có 4 người à, mà bắt hết 3 người rồi. Cái quân này nó lưu manh nữa. Nó, tất cả những đó là những người yêu nước. Họ yêu nước, họ không thích chủ nghĩa cộng sản, họ có quyền họ lên tiếng. Thế tại sao lại bắt họ? Rồi bây giờ coi hiện trường giả như thế, họ nhét vào người tôi rồi họ quay lên truyền hình để họ vu khống quy chụp cho tôi. Chính vì vậy nên là tôi cũng đã nói với ông Bùi Huy Quang rằng tôi sẽ không lên trên phường, bởi vì cái hồ sơ đất nhà tôi đã nộp đầy đủ hết rồi. Thì thưa quý vị là tôi là một người dân Oan Dương Nội. Từ khi năm 2014 thì bố mẹ tôi đã bị nhà cầm quyền cộng sản bắt giam. Họ đã đánh đập tan bạo bố mẹ tôi, sau đó họ bắt giam và kết án bố mẹ tôi. Và mẹ tôi thì họ bắt 2 lần, họ kết án 2 lần. Thì từ đó đến nay thì tôi đấu tranh đòi công lý cho mẹ tôi. Và tôi tố cáo cái tội ác của họ đã cướp đất ở tại Dương Nội. Và gần đây là tôi đã tố cáo cái tội ác của nhà nước cộng sản qua trong cái vụ việc là giết người ở tại Đồng Tâm, đàn áp bắt giam. Tại vì cái vụ mà cụ Kình đó, cụ Kình mà bị giết chết đó, là cái cụ già đó là 80 tuổi rồi phải, 80 tuổi rồi đó.
trên 80 tuổi thì phải. Mà rốt cuộc nó đột kích vào nhà mà người ta đang đi xe lăn nữa mà nó bắn người ta chết luôn. Mà cục kinh đó là 56 tuổi đảng đó nghe. Ổng là đảng viên mà gọi là thâm niên đó, 56 tuổi đảng đó mà nó cũng giết như thường. Thấy không? Cộng sản mà giống như nó giết vụ bà Nguyễn Thị Năm á. Nguyễn Thị Năm là người giúp cho Việt Minh biết bao nhiêu tiền bạc. Thằng nào cũng ở nhà, rồi là thằng nào mà thiện giờ cao cấp nó cũng ở nhà của bà Nguyễn Thị Năm đó. Kể cả Phạm Văn Đồng, Trường Chinh, Lê Duẩn, nó nằm ở trong nhà bà Nguyễn Thị Năm đó, mà rốt cuộc nó đem bà Nguyễn Thị Năm ra nó xử bắn. Đúng không? Nó xử bắn mà Hồ Chí Minh đó, thì bịt râu để xem cái cuộc mà đấu tố mà xử bắn đó. Còn Trường Chinh đó, thì mang mắt kiến râm để mà tham dự cái cuộc xử bắn đó. Nó mang rợ không? Nó giả dạng lên, nó không dám tự xưng đó là Hồ Chí Minh đâu. Nó phải giả dạng thành hai người thường dân để mà xem cái cuộc xử bắn bà Nguyễn Thị Năm. Và nó bắn bà Nguyễn Thị Năm rồi nó mua cái hòm á, cái quan tài đó thì nó cục đó, nó nhỏ nhỏ xíu à, nó không bỏ cái thây vô dừa. Nó bỏ thây vô dừa rồi nó phải nhảy lên cái thây nó đạp xuống đặng mà cho dừa cái quan tài. Đó là cái trong cái cuốn sách Đèn Cù của ông Trần Dĩnh á. Trần Dĩnh á, trong cuốn sách Đèn Cù đó, nó ghê gớm như vậy đó. Mình không hiểu nổi cái chế độ cộng sản nó tàn ác, tàn độc đối với dân tộc Việt Nam mình như thế nào. Bởi vì người ta yêu nước, người ta lên tiếng, người ta chống đối thôi, chứ không có gì hết á. Rồi bắt người ta bằng những cái luật pháp mội rợ, giống như điều 331, điều 117, đúng không? Anh vậy người dân vô tội. Thì từ khi mà cái vụ Đồng Tâm sự kiện từ hôm 19 tháng 1 năm 2020 bùng phát, thì từ đó đến nay phía nhà nước cộng sản họ luôn vu khống quy chụp cho tôi là kích động, rồi đưa tin sai lệch, họ luôn luôn họ vu khống như thế và họ đe dọa sẽ bắt tôi. Chính vì vậy là tôi làm cái clip này trong những năm vừa qua. Quá trình từ năm 14 đến nay, từ năm 2014 đến nay thì tôi đã thấu hiểu rõ nhà nước cộng sản này nó là một nhà nước cai trị nhân dân. Họ không tôn trọng luật pháp, tất cả những cái cơ quan mà đã từng bắt giữ tôi trái pháp luật. Hàng chục lần tôi bị bắt đưa lên đồn thì họ đánh đập tôi ngay tại trong đồn công an. Và như quý vị biết rằng là đã có hàng trăm người bị chết trong đồn công an. Hàng trăm người bị tra tấn, bị đánh đập, bị ép cung và tử vong ở trong đồn công an. Chính vì vậy hôm nay tôi làm cái clip này để tôi muốn nhắn nhủ đến gia đình và người thân và bà con dân làng rằng là nếu tôi bị tra tấn, bị bức cung đến chết ở trong đồn công an thì không ai được chôn xác tôi. Hãy bảo quản xác tôi trong tủ lạnh cho đến khi mà công lý được thực thi, đến khi mà những kẻ gây tội ác, những kẻ đã tra tấn, đã giết tôi phải chịu tội trước pháp luật, chịu tội trước nhân dân Việt Nam, thì tội đó thì hãy thiêu xác tôi và giải cho cốt tôi xuống sông Hồng. Vâng, thưa quý vị, là trong những năm vừa qua đầu tranh thì tôi thấy rằng là chính cái nhà nước cộng sản này họ chà đạp lên luật pháp mà họ dựng ra, họ chà đạp lên cả hiến pháp và chà đạp lên cả các cái tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền mà họ đã ký kết với Liên Hợp Quốc. Chính vì vậy nên là tôi lo ngại rằng là nếu khi mà bắt tôi vào trong đồn công an, có thể họ sẽ lại tra tấn, họ sẽ lại đánh đập tôi. Vì vậy tôi làm cái clip này là tôi cũng mong muốn rằng là dư luận quan tâm để tôi được đối xử công bằng trước pháp luật, để mà những cái kẻ mà bắt trái phép tôi phải chịu tội trước công lý. Vâng, thưa quý vị là đó, đây là cái anh Trịnh Bá Phương và Trần Việt đã nghe ảnh kể chuyện là ảnh bị công an lấy cái cây mà đánh vào dương vật đó. Anh Trịnh Bá Phương anh bị đánh như vậy đó, thưa quý vị. Nó tra tấn người là con người rất là man rợ, mà giờ phút này nó vẫn còn tra tấn như thường. Cái chế độ mội rợ như vậy đó, nó không có coi luật pháp ra cái gì hết đó. Chính là
chủ tịch rồi là chủ tịch nước đã ký vào cái công ước chống tra tấn, chống tra tấn hồi năm 2014, nhất TV Trần Việt nhớ không lầm là vậy. Trương Tấn Sang á, Trương Tấn Sang ký cái công ước gọi là chống tra tấn đó. Mà rốt cuộc sau này nó cũng tiếp tục tra tấn thôi. Bởi vì nó tra tấn thành ra có những cái tù oan là Hồ Duy Hải, rồi Nguyễn Văn Chưởng. Nó cứ đánh đập rồi thì bắt buộc rồi người ta phải khai thôi. Người ta phải khai để khỏi bị chịu đòn thôi. Đau quá thì chắc chắn là phải khai bậy thôi. Đặng cho nó dừng đánh. Bởi luật pháp nó mọi rợ là vậy đó. Rồi cảm ơn quý anh chị đã lắng nghe nha. Mình nghĩ như đâu đây cũng đủ rồi. Thôi Trần Việt xin kính chào quý vị ạ.